Vậy tắt đèn đi con. Bia dậy tắt đèn. Dạ vâng, ngủ à, dậy tắt đèn đi nhanh lên. Ngủ chưa? Bây giờ nhá, nếu mà ngủ rồi ấy thì phải giơ tay lên. Còn nếu chưa ngủ thì hạ tay xuống. Mà những người ngủ say là giơ cả hai tay lên. Đấy, đây, đây là người ngủ say đây. Ngủ say lắm rồi, không dậy để tắt đèn được nữa. Rồi ngủ say thế nhỉ. Công nhận ngủ say thật đấy. Cho để tay này cả đêm. Thế là thức à? Thức thì dậy đi, dậy tắt đèn đi. Đang thức hay đang ngủ?